nên câu chuyện đời ta. Mỗi người một nụ cười, một mong ước riêng mình. Mỗi người một con đường, ta bước qua bao nhiêu buồn vui. Có khi tự hỏi mình, ồ hạnh phúc là gì? Từ những tấm ván gỗ thô cứng, dưới bàn tay tỉ mẩn và sức sáng tạo của người nghệ nhân đã hình thành những dòng tranh hưng thịnh trong nhiều giai đoạn lịch sử như tranh đồng hồ, tranh hàng trống, tranh kim hoàng, tranh làng sình. Kế thừa và phát triển tinh hoa của dòng tranh khắc gỗ dân gian, tranh khắc gỗ hiện đại nổi bật với hình khối, chiều sâu không gian và chủ đề đa dạng. Họa sĩ Quế Chi là một trong những người dành nhiều tâm huyết với dòng tranh khắc gỗ. Xuất thân là một giáo viên dạy mỹ thuật, cô tiếp xúc với nhiều dòng tranh khác nhau nhưng đã chọn tranh khắc gỗ là bến đỗ cho đam mê. Chất liệu khắc gỗ thì tôi thích nhất, bởi vì là nhất là nó cũng mang lại rất là nhiều nguồn cảm hứng khi mà làm cái tranh khắc gỗ. Đó là cái phương pháp làm của tranh dân gian Đông Hồ ấy. Thì khi mà được học thì tôi thấy rằng là cái phương pháp này nó vừa là gìn giữ được cái văn hóa cổ truyền. Công đoạn sáng tạo một tác phẩm tranh khắc gỗ phức tạp và kỳ công hơn so với các dòng tranh khác. Ý tưởng sẽ được vẽ phác thảo trên giấy, sau đó phóng to để scan lên một bản. Nếu các dòng tranh sơn dầu, tranh màu nước dùng cọ lông làm phương tiện sáng tác, thì tranh khắc gỗ lại có những dụng cụ vô cùng đặc biệt, đó là cây búa, cây đục và những loại dao khắc, tỉa. Dùng cả dùi đục, rồi là búa, đinh các thứ để có thể làm như thế thì chắc chắn là gặp nhiều khó khăn. Nhưng đôi khi là đúng là phụ nữ chân yếu tay mềm thì nhiều khi cũng bị đau tay thật. Có những cái nét mà mình ấy ngược trở lại ấy, mà không cẩn thận ấy, thì mình sẽ chọc vào tay, khiến tay rất là đau. Khắc gỗ vốn là một kỹ thuật in ấn trong nghệ thuật tranh in đồ họa, sử dụng chế bản in gỗ và phương pháp khắc nổi. Các thành phần không in trên tranh, mảng trắng được loại bỏ khỏi bề mặt của khối gỗ, phần được in, mảng đen là phần ở lại. Dựa theo phần tranh bằng mực được in trên gỗ, họa sĩ dùng dao đục đẽo để tạo hình cho tranh. Sau khi đã hoàn thiện, họa sĩ dùng con lăn lăn mực lên bức tranh, sau đó in ra giấy gió. Thực ra thì trong cuộc sống hàng ngày của tôi thì cũng đi làm phim, thì có những cái vai hiện đại có này, rồi là vai cổ trang ấy, thì mình rất là thích những cái vai diễn cổ trang. Đôi khi là những vai người nông dân rất là nghèo khó, thế thì mình cũng muốn đưa cái nhân vật mà mình được trải nghiệm hoặc là các bạn diễn của mình được trải nghiệm mà mình thấy hình đẹp thì mình cũng muốn đưa vào những tác phẩm tranh khắc gỗ của mình. Bên cạnh dòng tranh khắc gỗ, họa sĩ Quế Chi cũng có nhiều tác phẩm tranh màu acrylic. Đặc trưng tranh của cô là đều sử dụng gam màu lạnh, tươi sáng, đầy lạc quan. Thời điểm Hà Nội giãn cách, cô đã sáng tác nhiều bức tranh lấy chủ đề Covid-19 để truyền tải thông điệp phòng chống dịch. Và mình cũng muốn là đưa cái tình cảm mình vào trong cái bức tranh đó, đó là bác sĩ này và những nạn nhân thì đi qua Covid như thế nào. Rất là bất lực rồi nhưng mà vẫn còn một cái tia hy vọng ở phía trước, đó là ánh mặt trời. Họa sĩ Quế Chi sở hữu cho mình một không gian nhỏ trưng bày các tác phẩm do cô sáng tác. Đến với phòng tranh của Quế Chi, mọi người được nghe những chia sẻ, tâm sự của cô về tranh khắc gỗ. Đây cũng là dịp cô được học hỏi, nhận những phân tích từ các họa sĩ đàn anh đi trước để học hỏi thêm nhiều kỹ thuật mới. Trong cái mảng tranh khắc gỗ của Vương Quế Chi đã tạo cho tôi nhiều cảm xúc, đặc biệt là cảm xúc về những nhịp điệu, về nét, nhịp điệu về những cái mảng cuối, và đặc biệt hơn nữa những cái mảng chân dung. Làm khắc gỗ mà tạo được cái tính cách, tạo được cái tâm hồn nhân vật thì tôi cho đấy là một sự thành công. Muốn lan tỏa tình yêu hội họa với nhiều người, họa sĩ Quế Chi thường xuyên kết hợp với các nghệ sĩ thành lập các nhóm vẽ, ra mắt các triển lãm. Cô hiện là thành viên nhóm Degaga. Hiện nhóm đang chuẩn bị các tác phẩm cho triển lãm tranh về chủ đề Covid-19 sẽ được ra mắt trong thời gian sắp tới.
Thì để cho những ngày giãn cách nên nó có ý nghĩa thì chúng tôi nghĩ ra những cái đề tài rất là đời thường và những cái đề tài nó lên tình cảm của mình đối với cái sự căm thù của con Covid đấy, nó mang lại quá nhiều những nỗi đau khổ cho nhân dân. Vì thế cho nên sau đó thì chúng tôi có một cái dự định là khi mà hết giãn cách rồi mà cuộc sống trở lại bình thường thì chúng tôi sẽ tổ chức một cuộc triển lãm tranh ở tại khuôn viên này. Bên cạnh niềm đam mê hội họa, Quý Chi hiện là một diễn viên sân khấu. Cô từng góp mặt trong nhiều phim truyền hình như Trò Đời, Thương Nhớ Ở Ai, Lặng Yên Dưới Vực Sâu, các phim điện ảnh, Hoa Rừng, Thung Lũng Tình Yêu. Tranh khắc gỗ hiện đại Việt Nam như cây cầu bắt từ quá khứ đến hiện tại, đồng thời đang được nối nhịp để vươn tới tương lai. Họa sĩ Quý Chi đã góp phần gìn giữ và phát triển dòng tranh truyền thống của dân tộc, đem vẻ đẹp của nhiều loại hình nghệ thuật khác vào tranh khắc gỗ. Phải nói là nghệ thuật đem lại cho tôi niềm hạnh phúc vô cùng. Đối với tôi hạnh phúc là gì? Mình được làm và làm được cái điều mình yêu thích. Thì mọi người bảo là đôi bức tranh này tôi rất là thích cái hình ảnh bạn vẽ đôi mắt này hay là một vườn hoa này. Thì mình, cái đó là niềm hạnh phúc của mình. Khi mà người ta yêu cái tác phẩm của mình thì mình rất là hạnh phúc, rất là sung sướng. Mỗi người một nụ cười, một mong ước riêng mình.